Nếu cô chú anh chị nào tài chính yếu thì hãy chọn ngay một căn nhà vườn này nha. Với tổng diện tích đất của mình là 740m2 nha. Thì đất và nhà của mình là góc hai mặt tiền luôn. Và hướng nhà và đất của mình là một hướng là hướng nam và một hướng là hướng tây nha. Tại nhà mình tới hai mặt tiền. Thì nhà này gia chủ mới xây luôn, mới hoàn thiện nhưng chưa có sơn nha. Cũng đã ốp gạch đầy đủ cho mình. Nhà mình thì có được là 3 phòng ngủ luôn, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Thì chủ cũng đã ốp gạch lên cho mình là 1m8 nên căn nhà của mình rất là sạch sẽ. Giờ căn nhà mình về mình chỉ bỏ chừng 5-10 triệu mình sơn lại là như mới nha. Nhà này cũng mới xây hoàn thiện thôi. Và cái hướng từ vị trí căn nhà của mình đi ra đường xe hơi của mình chỉ khoảng là 30m thôi. Và đường tước đường vô đất của mình một con đường là 1m5. Và một con đường sau đất của mình là đường đan 2m2 nha. Em xin lỗi, đường đất 2m2 nha. Có hiển thị tên sổ là hai mặt tiền đường luôn. Thì vị trí nhà của mình thì mình cách dòng xây cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh của mình chỉ khoảng là 1km nha. Và cách trường Đại học Tiền Giang của mình chỉ khoảng 2km. Thị trấn Tân Hiệp với khu nghiệp Tân Hương mình về đây chỉ khoảng là 8km. Thành phố Mỹ Tho mình về đây khoảng là 7km. Thành phố Hồ Chí Minh mình về đây chỉ khoảng là 70km nha. Thì căn nhà này đang ngợp chứ lắm cô chú ơi, anh chị ơi, nên giải cứu căn nhà này đi. Thì ở đây mình còn một phần đất luôn nha. Thì mình vừa bước vô con đường của mình là mình còn một lô đất cặp nhà mình là khoảng là 6m nha. Và sâu vô là khoảng là 21m. Thì đất mình là đất nở hậu nha, hai mặt tiền. Thì nhà vườn của mình thích hợp cho mình cô chú anh chị mình về đây sinh sống nghỉ dưỡng hoặc mình đầu tư mình phân lô tách thửa được nha. Tại vì nhà mình là đường của mình là đường hai mặt tiền, giáp với đường là mình ở đây mình có thể mình phân lô được nha. Và ở phía sau của mình đây là một vườn dừa luôn. Phía sau vườn dừa của mình là có một con đường đất là 2m5 nha. Và giá chủ kêu đất và nhà luôn là chỉ có là 1 tỷ mốt nha. Lúc trước là chủ kêu tới 1 tỷ tư nhưng hôm nay chủ giảm cho mình là 300 triệu luôn. Chỉ còn 1 tỷ mốt và còn thương lượng nhẹ nữa nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này chủ cũng nói với em là chủ xây rất là kiên cố luôn để ở chứ không phải đầu tư kinh doanh. Và chủ cũng đang ở luôn là chủ xây đến là 400 triệu cho căn nhà này nha. Thì con đường của mình này đây là mình còn được một kế bên nhà mình còn được phần đất trống kế bên luôn đây luôn khoảng là 6m và sâu vô là 21m nha. Thì hướng này mình sẽ ra con đường xe hơi của mình á, chỉ khoảng là 30m thôi, cũng rất là gần luôn. Giờ em sẽ đi từ từ cho cô chú anh chị mình xem. Thì nhà ở đây là dân cư thì sống với nhau san sát, rất là đông dân cư luôn. Bán kính chỉ có là 1km thôi là mình có chợ trường học đầy đủ nha. Thì tổng hết diện tích đất và nhà của mình là 740m2 nha. Hiện trạng đất và nhà của mình là cây lâu năm nha cô chú anh chị. Đây, mình có một con đường mà ra đây. Toàn bộ khu vườn ở em chỗ em quay ở đây là đất của mình hết nha. Và phía sau của mình em cũng sẽ đi từ từ ra để em quay cung đường phía sau cho mình luôn. Thì điểm yếu của căn nhà vườn của mình là ở đây sẽ có cái mộ. Là tháng 3 này là thanh minh này chủ sẽ di dời đi nha. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Thì tại vì nên có cái mộ như vậy á, nên cái giá chủ mới giảm giá sâu đến là 300 triệu luôn. Giờ chỉ còn là 1 tỷ 100 triệu nha cô chú anh chị. Và chủ bao sổ giấy tờ cho mình luôn nha. Đây, mình đã ra được con đường phía sau vườn của mình. Thì con đường này đường đất nha. Là đường đất này là khoảng là 2m5. Và mình đi một đường thẳng ra con đường đan ở ngoài kia là chỉ khoảng là 200m thôi. Đường của mình là hiển thị tên sổ hết nha. Hai mặt tiền luôn nha. Thì vườn dừa rất là tốt luôn. Thì có ao nuôi cá đồ ở đây thích hợp cho mình về đây sinh sống nghỉ dưỡng nha. Chủ cũng trồng mít, trồng bưởi với dừa. Thì điểm yếu của căn nhà vườn của mình chỉ là cái mã thôi nha cô chú anh chị. Chứ đất là em thấy là rất là nhiều với một căn nhà nữa mà giá chỉ có là 1 tỷ mốt thôi. Và mã thì người ta sẽ di dời trong tháng 3 này thanh minh này nha. Thì nhà của mình thì ganh góc gõ gàng hết rồi. Có hàng rào hai bên hết luôn. Có phía sau này thì chủ chưa làm hàng rào thôi. Còn ngoài trước với mấy hông là đều làm hàng rào hết cho mình rồi. Thì con đường phía sau này có hiển thị đường luôn nha. Thì ở đây mình thích hợp mình về đây mình cho con cái mình cắt ra được mấy lô mình ra riêng vẫn được luôn. Hoặc mình muốn đầu tư vẫn được luôn. Thì em xin nhắc lại vị trí căn nhà của mình là xã Long An thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Với tổng diện tích là ngang là 40, một cạnh sâu vô là 17, một cạnh sâu vô là 21. Tổng cộng mình có là 740m2. Hiện trạng đất của mình là trồng cây lâu năm. Và giá chủ kêu chỉ có là 1 tỷ 100 triệu nha. Và giá này là còn thương lượng nha cô chú anh chị. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ kênh em rất nhiều. Và mua hàng bên em cũng rất là nhiều luôn. Thì em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Và cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh, hãy cho em một xin một lượt đăng ký và một nút like nha. Để em có động lực em ra nhiều video mới mỗi ngày đất ghẻ và ngập. Để cho cô chú anh chị mình cái giá tốt để mua để về sinh sống nha.
Thì video của em đến đây là hết rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em nha. Và cho em xin một lượt đăng ký nha cô chú anh chị. Thì em xin nhắc lại, ở đây khu vực này mình rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào lớn tuổi mình về đây sinh sống và làm việc nha. Gần mình cũng gần khu công nghiệp, mình gần thị trấn, gần thành phố Mỹ Tho. Rồi nhà ở đây thì dân cư rất là đông luôn, nhà thì sống với nhau san sát. Thì từ vị trí nhà của mình đi ra đường xe hơi mình á, chỉ khoảng là 30m thôi, cũng rất là gần. Thì đường này là có hiển thị tên sổ luôn nha. Và đường này là đường 1,5m nha, hiển thị tên sổ hết. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Thì cái hướng này mình sẽ chạy ra một con đường thẳng là tới ngay chỗ dòng xe cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Và hướng ngược lại mình sẽ ra là... Thì hướng này mình sẽ ra cầu Bến Chùa ngay chỗ xã Long An